Rồi chào cô chú anh chị mình cần xa đã quay lại quý kênh mua bán bò kem buổi chiều ngày hôm nay luôn nha anh chị. Bữa nay là ngày 5 tháng 5 2012 ha. Hiện tại thì trời sắp mưa rồi nha anh chị. Thì hôm nay em báo giá nhanh cho anh chị mình là một bộ mẹ con được cách man nè và một bộ mẹ con cái xin nha anh chị. Bây giờ em sẽ quay về con được cách man con trước nha anh chị bầu đầu ha. Được con này thì nó đầu trụi nha anh chị. Sắc mặt sẽ lưng nói là nghiêm chỉnh ha, có gu nè cái phần dậu rúng giếm thì nó hoàn thiện hết nhau chú gì đầy đủ ha chân móng trước sau thì cũng đứng hẳn hoàn thiện luôn móng sò nha cô chú gì con được cách man con này thì nó mới đẻ nha anh chị được hai ba ngày ha uống mày rất là đẹp nhau chú gì đó hoàn thiện ha được hai ba ngày tuổi nè chân móng xá tích dậu luồn nói chung là đầy đủ hết nha cô chú gì rồi bây giờ em sẽ quay về con bò cái mẹ nó luôn cho cô chú gì em sẽ quay cho cô chú chị mình coi về cái phần xá uh, mặt nó trước nhau chú gì con bò mẹ này á ma này á, thì cái dàn sáng mặt nè sáu lưng nói là nghiêm chỉnh ha mong đích thì hoàn thiện hết hoa đen đuôi dài đúng dày đó bốn vú đều bầu sữa căng chân móng trước sau thì đứng thẳng hết nha hoàn thiện nè móng sò đầy đủ luôn nha anh chị con bò cái mẹ này á, thì nó là dòng cách man tay nhỏ nha anh chị tất cả là nghiêm chỉnh ha lông da nó thì đỏ mặt nha anh chị sát rẹt ha liền bơn nè trước sau thì không đen không giá nha anh chị hoàn thiện ha con bò cái mẹ này thì nó mới đẻ hai con nha anh chị nó đang ôm con, con là lưới thứ hai ha chiều cao thì em lấy tước em đo xương sơn con bò mẹ cách ma này thì nó cao là một m hai bò nha anh chị mẫu đẹp ha mẫu bông bay nói dòng cách man tay nhỏ nha anh chị dài đòn nè đó hoàn thiện hết nha bộ này thì anh chủ nhà báo giá của em là 25 triệu ha đó mua lẻ thì cái bộ đầu này thì 25 nha quý chú anh chị 25 triệu cho cái bộ mẹ con đầu tiên này ha là bộ mẹ con được cách man nhau chị được hai ba ngày tuổi nha nó đang gom con là điều thứ hai ha tất cả là nghiêm chỉnh luôn nha anh chị tại thì nó cũng đang bơ rồi ha rồi em sẽ quay máy về bộ mẹ con số 2 luôn nha cô chú anh chị thì đây chính là bộ mẹ con cái xin số 2 nha cô chú anh chị em sẽ quay về cái xin con ha cái xin con này ở em kiểm tra thì sáng mặt sẽ lưng nói là nghiêm chỉnh hết nhau chú anh chị đó dậu rúng yếm nè vú thì nói chung là nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị chân móng trước sau nó thì cũng đứng ngẳng hết nha hoàn thiện nè móng sò quà có kiền khú nhẹ nha nhau chú anh chị con bò cái sinh con này em kiểm tra thì trước sau thì không len không giá như vậy da xét kẹt tỏ mặt ha chiều cao thì em đo xí lưng á thì nó cao một mét nhau chú gì hoàn toàn nghiêm chỉnh ha gần 5 tháng tuổi nhau chú gì đó em kiểm tra nhắc lại cho chị ha từ chân móng nè xá tích dậu luồn vú rúng là hoàn toàn nghiêm chỉnh nha nhau chú gì chiều cao thì một mét đó gần 5 tháng nhau chú gì rồi bây giờ em sẽ quay về con bò cái xin cái xin mẹ nó luôn nha cô chú chị con bò cái xin mẹ này thì em kiểm tra thì sáng mặt nên vậy sẽ lưng nói là nghiêm chỉnh hết nha Mong đủ để kia đuôi nói thì hoàn thiện hoa đen Con bò này thì có rốn nhưng mà hơi ngắn nha vậy bốn dấu đều ha chăn cẳng thì trước sau nó thì cũng đứng thẳng hết hoàn thiện luôn Móng sò, đuôi thì khá dài xém sát đắt anh chị không Hoàn thiện hết nhau trốn gì Con bò cái xin mẹ xin này thì nó là bò tơ múa đẻ lưới đầu tiên nha chị lứa đầu tiên này chính là con bò cái xin bên đây ha Mà nãy quay cho anh chị coi á con bò cái xin mẹ này thì em kiểm tra quỳ răng thì để được một con hai đôi răng nha cô chú anh chị chiều cao thì em lấy thước em đôi số lưng thì con bò mẹ nó cao là một m hai bò nha anh chị tất cả là nghiêm chỉnh ha chân móng sái tích dậu lần dấu rốn là nó nghiêm chỉnh hết nhau chú anh chị cái bộ này thì anh chủ nhà báo giá của em là 28 triệu nha anh chị 28 triệu cho bò mẹ con cái xin này ha đó à, thì nếu như mà cô chú anh chị mình mua hết hai bộ luôn á thì em bán rẻ hơn ha 52 triệu nha anh chị 52 triệu á là hai bộ luôn nha anh chị hai bộ mẹ con ha một bộ mẹ con à, đực và một bộ mẹ con cái nhau chỗ gì 52 triệu cho hai bộ mẹ con này ha anh chị mua lẻ thì cái bộ đầu thì 25 còn bộ cái này thì 28 nhau chỗ gì đó thì giá này thì có thương lượng chút định nữa ha thì em mong thì những cô chú cho mình gần xa và mình có theo dõi được cái chương trình kem bữa nay và mình nhắm ơn ước hai bộ mẹ con này mình đem về chăn nuôi thì anh chị có liên hệ cho em ha một bộ mẹ con được cách ma nè đó và một bộ mẹ con cái xin nha cô chú anh chị cho sinh sản vào cô béo thì tốt ha đó 52 triệu như vậy 52 triệu cho hai bộ mẹ con này ha rồi thì thôi cái đeo này thì em cũng xin kết thúc luôn nhau với chúng chị